Thưa quý vị và các bạn, Dậy Thủy Thần Miếu là công trình kiến trúc uy nghi theo mô típ truyền thống, có ảnh hưởng lớn đối với đời sống tinh thần của nhân dân địa phương, là nơi thờ tự chánh Phó Dậy Thủy Đỗ Đăng Tào và Lê Văn Sanh. Lịch sử địa phương đã khẳng định công lao của hai ông đối với nhân dân vùng Châu Đốc An Giang vào thế kỷ 19. Do vậy, Bảo tàng An Giang đề nghị Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh trình Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang xếp hạng Dậy Thủy Thần Miếu là di tích lịch sử cấp tỉnh. Vào lúc 8 giờ ngày 8 tháng 12 năm 2020, Ủy ban nhân dân thành phố Châu Đốc tổ chức lễ đón nhận bằng xếp hạng di tích cấp tỉnh. Nằm trên con đường Châu Long, phường Vĩnh Mỹ, thành phố Châu Đốc, dọc theo sông Hậu, song song với quốc lộ 91, miếu Dậy Thủy nằm cạnh mương thủy, cách nội ô thành phố Châu Đốc khoảng gần 2 km. Đây là nơi thờ chánh Phó Dậy Thủy Đỗ Đăng Tào và Lê Văn Sanh. Hai người đã có công bảo vệ dân chúng trước giặc cướp và quân Xiêm, bảo vệ bình yên cho dân chúng. Đây là cổng chính miếu Dậy Thủy, nhìn ra sông Hậu êm đềm, miệt mài con nước chảy, như dòng thời gian đi qua không trở lại. Nhưng những chiến công của hai ông Dậy Thủy đã từng làm dậy sóng khúc sông này thì không bao giờ phai trong lòng dân làng và luôn ghi đậm trong trang sử hào hùng của vùng biên thủy An Giang. Hai ông Đỗ Đăng Tào và Lê Văn Sanh đều là người gốc Minh Hương, đến Việt Nam tị nạn sau khi nhà Thanh lật đổ nhà Minh. Tổ tiên các ông đến lập nghiệp ở miền Trung, rồi sau đó lại di cư vào Nam, sinh sống tại làng Mỹ Hội Đông, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang ngày nay. Theo lời kể dân gian, hai ông là thanh niên giỏi võ nghệ, tinh thông chữ nghĩa. Chính vì ở cùng làng lại có nhiều điểm giống nhau nên hai ông sớm trở thành bạn thân. Trưởng thành, hai ông cùng tham gia quân đội Triều Nguyễn. Ông Đỗ Đăng Tào giỏi về thủy chiến nên được Tổng đốc An Hà phong làm chánh đội trưởng đội thủy binh. Ông Lê Văn Sanh là phó đội trưởng. Hai ông chỉ huy một đội thuyền kiểm soát trên sông Hậu thuộc địa bàn tỉnh An Giang, nhiều lần dẹp bọn thảo khấu trên sông nước, giữ an ninh giao thương đường thủy. Năm 1842, đội thủy binh được phân công dàn trận dẹp loạn thổ phỉ ở vùng biên giới dọc kinh Vĩnh Tế. Hai ông đã bày kế phục binh và đánh thắng, dân tình từ đó được yên ổn. Lập công lao này, vua Thiệu Trị sắc phong cho đội quân là Dậy Thủy binh. Theo ghi chép về Dậy Thủy Thần Miếu thì con mương Dậy Thủy ngày nay là do công đào của hai ông Đỗ Đăng Tào và Lê Văn Sanh. Khi còn đương chức, xét thấy vùng ngoài thành Châu Đốc còn hoang vu, hai ông liền huy động đội thủy binh của mình để đào một con mương với chiều dài là 1,5 km nhằm phục vụ cho việc tập kết chiến thuyền, lấy tên đội quân đặt cho tên mương là Dậy Thủy. Từ khi con mương này được hoàn thành và đi vào hoạt động đã mang lại hiệu quả thiết thực cho đời sống của nhân dân thành phố Châu Đốc, cũng như cung cấp nước sinh hoạt cho nhân dân trong vùng, giúp cho người dân đi lại dễ dàng và vận chuyển một lượng hàng hóa đáng kể, đẩy nhanh quá trình khai quang, lập làng, lập ấp và củng cố an ninh quốc phòng. Đó là nơi dùng cho việc đóng thủy quân. Ông Đỗ Đăng Tào và ông Lê Văn Sanh có những đóng góp quan trọng về thế trận biên phòng trên tuyến biên giới An Giang. Bằng chiến lược phòng thủ ba tuyến trong giai đoạn tại ngũ, ông đã góp phần bảo vệ vững chắc biên giới, đảm bảo an ninh vùng biên. Chiến lược phòng thủ biên giới ba tuyến của hai ông đã được Bộ đội Biên phòng An Giang, Kiên Giang áp dụng trong cuộc chiến tranh biên giới Tây Nam năm 1977, năm 1979 rất hữu hiệu. Nhớ công ơn của ông đã tạo dựng những kinh mương rạch ruộng rồi cho dân, cho nên dân chúng kính mến ông là tạo nên cái miễu để thờ, để nhớ công ơn người xây dựng đất nước để cho con cháu sau này được hưởng được những điều tốt lành. Năm 1953 thì các ông mới bắt đầu xây dựng ngôi miễu. Nhưng mà lúc đó thì còn nhỏ, thành ra đến năm 2000 thì dân dân địa phương, ban quốc tế chúng tôi mới tổ chức xây lại cái ngôi miễu cho nó, cái phần chánh điện đó, thì cho nó lớn hơn. Và đến năm 2013 thì ban quốc tế phối hợp cùng địa phương và những nhà mạnh thường quân mới xây dựng cái phần võ cao phía trước. Hàng năm thì ở tại miễu Dậy Thủy này
chúng tôi có tổ chức hai cái lễ cúng vía của hai ông. Ông Chánh Giải Thủy vào ngày 19 và 20 tháng 6 âm lịch, và ông Phó Giải Thủy là ngày mùng 1 và mùng 2 tháng 10 âm lịch của hàng năm. Mỗi năm trong những cái lễ cúng thì bà con địa phương cũng như ở khắp nơi đều về vì tưởng nhớ công đức của hai ông, nên các quý vị đến cũng rất là đông đúc để trong cái lễ tạo cho cái lễ cúng được sinh động và rất sức là trang nghiêm. Riêng về ban quý tế miếu cũng đã tổ chức nhiều cuộc họp, trò chuyện cởi mở cùng nhau để trao đổi việc gìn giữ, tu bổ, tôn tạo cho ngôi miếu ngày một khang trang hơn. Bên cạnh đó, các nguồn thu từ tiền công đức phần lớn dành cho việc trùng tu, tôn tạo thêm di tích miếu, làm phúc lợi xã hội ở địa phương và ủng hộ giúp đỡ những hộ nghèo. Ngày 11 tháng 5 năm 2018 vừa qua, tại Miếu Giải Thủy, Hội Khoa học Lịch sử tỉnh An Giang phối hợp với Bảo tàng tỉnh An Giang và Ủy ban Nhân dân thành phố Châu Đốc đã tổ chức hội thảo khoa học về chủ đề nhân vật lịch sử Chánh Phó Giải Thủy, Đỗ Đăng Tào và Lê Văn Sanh thời nhà Nguyễn. Mục tiêu của hội thảo là làm rõ thêm về thân thế và sự nghiệp của ông Đỗ Đăng Tào và Lê Văn Sanh, làm quan tại thành An Giang dưới thời nhà Nguyễn từ năm 1824 đến năm 1867, về miếu thờ hai ông tại Giải Thủy, phường Vĩnh Mỹ, thành phố Châu Đốc, sắc phong mồ mả ở Mỹ Hội Đông, huyện Chợ Mới, và đánh giá những công lao đóng góp của hai ông trong giai đoạn đầu kháng chiến chống thực dân Pháp khi chiếm thành An Giang năm 1867. Các hoạt động tham gia nghĩa quân Láng Linh của Trần Văn Thành năm 1867-1873. Qua hội thảo, Ủy ban Nhân dân thành phố Châu Đốc sẽ có cơ sở khoa học đề xuất đặt tên đường và trùng tu tôn tạo miếu thờ, làm hồ sơ khoa học xếp hạng di tích miếu thần Giải Thủy. Quý vị và các bạn thân mến, với công lao cùng nhân dân địa phương khai phá vùng đất mới ở khu vực Mương Vệ Thủy, thảo trừ bọn cướp bóc trên sông Hậu và miền biên giới Thất Sơn, tham gia khởi nghĩa Bị Thưa, hết lòng bảo vệ quê hương trong những ngày đầu bị xâm lược, thì hai ông Đỗ Đăng Tào và Lê Văn Sanh được nhân dân tôn sùng kính ngưỡng. Năm 1953, miếu Vệ Thủy được ra đời trên vùng đất Mương Vệ Thủy xưa, sau đó được trùng tu nhiều lần để có được diện mạo khang trang như ngày nay. Miếu Vệ Thủy có kết cấu đơn giản, gần gũi kiến trúc dân gian truyền thống Nam Bộ với ba bộ nóc, mái nhị cấp, lập ngói âm dương, các bờ nóc, gốc mái, trang trí tượng lưỡng long tranh châu, kỳ lân, rồng, cách điệu. Các hoa văn hình học, hình khối, hài hòa sinh động. Mặt dựng cấp mái trên chính điện, đắp bảng tên, Vệ Thủy Thần Miếu. Các mặt dựng cổ lầu, trang trí phù điêu, dơi, điểu hoa, dây lá. Xung quanh mảng vách chính điện gắn các khung thông gió, hình chữ thọ, cách điệu, vừa trang trí vừa tạo sự thông thoáng và ánh sáng tự nhiên cho nội thất gian thờ. Nền miếu cao hơn mặt sân khoảng 1 mét, vẽ hình lục giác kiểu gia quy. Miếu Vệ Thủy có bố cục 3 gian: võ ca, phủ quy và chánh điện. Khung sườn bê tông cốt thép chịu lực cho toàn bộ kiến trúc là hệ thống các hàng cột bê tông to cao có tiết diện tròn. Các gian thờ bày trí trang nghiêm ấm cúng. Năm 2000, miếu được trùng tu lớn, xây lại chánh điện và hàng rào bao quanh. Năm 2011, xây cổng với kiến trúc mỹ thuật hoành tráng, nhìn ra sông Hậu mênh mông lộng gió. Năm 2013, cất mới võ ca. Hiện nay khuôn viên miếu rộng trên 2000 m², riêng nền miếu rộng 540 m². Trong miếu, chánh điện thờ linh vị Chánh Vệ Thủy Đỗ Đăng Tào ở trên cao, kế dưới là linh vị Phó Vệ Thủy Lê Văn Sanh. Hai bên là hai cặp rồng chầu dưới đôi phụng bay, trước linh vị là lư đồng và cặp hạc cũng bằng đồng. Dưới nữa, phía sau nghi cúng có lư đồng, bát hương và cặp hạc bằng sành là linh vị Thành Hoàng Bổn Cảnh. Ngang bên phải là nghi thờ Tả Bang, bên trái là Hữu Bang. Nghi bên vách phải thì thờ Tiền Hiền, vách trái thờ Hậu Hiền. Trước chánh điện là lỗ bộ, rồi tới ba nghi thờ ngang nhau. Tiếp theo cũng là lỗ bộ và ba nghi thờ ngang nhau. Nghi giữa có đặt bảng sao sắc phong của triều Nguyễn.
Phía trước là hai nghi thờ ở giữa và kế cửa chính đặt ngôi Long Đình. Các cột tròn trong miếu đều có liễn đối và phía trên là các bức hoành phi, tất cả đều sơn son thép vàng sặc sỡ. Hàng năm, ngoài lễ cầu an cho dân lành diễn ra vào đêm 19 và 20 tháng Giêng âm lịch, miếu còn tổ chức lễ dỗ hai ông với nghi thức cổ truyền gồm lễ thỉnh sắc, túc yết, chánh tế và hồi sắc, sức trọng thể và tôn nghiêm với hàng ngàn người đến tham dự. Lễ cúng dỗ chánh về thủy Đỗ Đăng Tào vào các ngày 19 và 20 tháng 6 âm lịch, phó về thủy Lê Văn Sanh vào các ngày mùng 1 và mùng 2 tháng 10 âm lịch. Nhân dân Châu Đốc mến phục khí tiết công trận của hai ông lập miếu thờ hai ông từ rất sớm, từ khi còn thuộc Pháp. Đến nay, miếu về thủy đã thành một công trình đền thờ hoành tráng uy nghi. Đó chính là tấm chân tình của người dân đối với hai ông. Để cho hướng dẫn cho con cháu đời sau, nó biết được nơi đây là cái nơi tôn thờ những vị công thần của đất nước. Nên hàng năm sau lễ cúng thì ban quy tế chúng tôi cũng như địa phương lúc nào cũng lo gìn giữ và tôn tạo cho cái ngôi miếu ngày một khang trang và đẹp đẽ rộng rãi hơn. Trải qua bao thăng trầm lịch sử, miếu về thủy hình thành và tồn tại trên vùng đất về thủy xưa. Miếu vẫn còn đó nguyên vẹn những giá trị lịch sử văn hóa tiêu biểu gắn liền với lịch sử hình thành, đấu tranh bảo vệ vùng biên viễn Châu Đốc ngay từ những ngày đầu chống thực dân Pháp xâm lược. Miếu về thủy trân thờ hai vị tướng quân, nhân vật lịch sử đã có những đóng góp đáng kể đối với quê hương xứ sở. Miếu có ý nghĩa hết sức quan trọng trong việc bảo tồn, gìn giữ các giá trị văn hóa lịch sử truyền thống, mãi mãi là niềm vinh dự, tự hào của người dân về thủy xưa và Vĩnh Mỹ hôm nay. Với những giá trị lịch sử văn hóa chứa đựng, miếu về thủy rất xứng đáng trở thành một trong những di tích lịch sử của tỉnh An Giang, tạo hành lang pháp lý cho việc bảo vệ và phát huy giá trị lịch sử văn hóa của miếu về thủy. Qua đó, truyền đạt giáo dục cho những thế hệ kế tiếp về nét đẹp văn hóa truyền thống, về tình yêu quê hương, đất nước, tinh thần dân tộc của lớp lớp cha ông đi trước đã quên mình ra sức chống ngoại xâm, bảo vệ quê hương mến yêu. Dù vẫn biết công lao của ông Đỗ Đăng Tào và ông Lê Văn Sanh cụ thể thế nào thì chưa rõ, vì thời gian đã trải qua quá lâu. Nhưng với niềm tin của nhân dân vào sự cống hiến của hai ông đối với vùng đất biên giới Châu Đốc, được sánh như vị thần bảo vệ biên cương. Ta là dân nước Nam, bao đời ghi dấu hùng anh, đem máu sông dân hiến cho non sông mãi.